Xin chào mọi người, mình là Phách Làm Gì và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Và trong video hôm nay chúng ta đã chơi một cái trò tên là Road Redemption. Thì chắc mọi người cũng biết cái trò này rồi chứ, nó giống như cái trò Road Dash như kiểu ở ngày xưa ấy. Cái trò mà ngày xưa, ok, chắc là mọi người đều chơi cái trò Road Dash rồi, rất là hay. Ngày xưa mình chơi rất là nhiều luôn. Ok, thì bây giờ nhà phát hành game nó đã làm ra một phiên bản mới của trò này. Hình 3D chứ không hình 8 bit như ngày xưa nữa. Hình 3D luôn và nó có khá là nhiều tính năng mới. Ok, thì nếu mọi thích cái video này đừng quên bấm nút like bên dưới, chia sẻ nó và đăng ký kênh mình nhá. Ok, chúng ta có chiến dịch và chơi nhanh. Mình sẽ chơi chiến dịch vậy. Đó, có mỗi level 1 thôi à. Ok. Có thể chơi được 4 người này. Mình sẽ chọn, có 3 loại xe. Cái này, mấy cái đẹp vậy. Mới tội bị khóa rồi. Mình nghĩ mình chọn cái đầu tiên vậy. Người lái à? Thằng này thằng nào vậy? Mình có chơi trước một vài ván rồi mà không hiểu sao tự dưng lại có cái đấy. Ok, bla bla bla, cái cốt truyện gì đó mọi người không quan tâm làm gì. Ok, mục đích của chúng ta là phải về thứ ba hoặc là cao hơn. Ok, mình có cái cờ lê này. Mình có thể đập. Bấm chuột trái thì đập sang trái, chuột phải đập sang phải. Mất đầu, úi xổi rồi. Cái này có vẻ khỏe hơn cái thằng nhân vật đằng trước. Một đập vào mặt đã chết rồi. Ok, có vẻ như là map này khác. Mình nhớ ngày xưa mình chơi là toàn là chơi kiểu map thành phố mà nhỉ. Chúng ta có đạp xuống cầu. Đây là máu à? Đâu vậy, chú nó đập được mình. Lâu lắm rồi mình không chơi. Cái lái này khó quá, mình không thể vừa lái vừa nhìn chúng nó và đánh nhau được. Khó quá. Chưa gì đã mất nửa cây máu của mình rồi. Ít máu vậy. Bấm nitro, chúng ta có thể dùng nitro. Tấp vào lên. Tấp vào lên. Chết một thằng. Ok. Đạp vào xe. Ôi xồi. Cho thằng xuống cầu. Xuống cầu. Nó vẫn chưa chết à? Đừng có đi lên đường. Ok. Mất đầu. Không mất đầu. Nó khó hơn ngày xưa. Hoặc là do mình vẫn như ngày xưa, vẫn không biết chơi. Mình có thêm một cái kiếm ở đâu ra này. Mất đầu. Kinh vậy. Thằng bảo hiểm, mũ bảo hiểm. Đừng. Mất đầu. Cảnh sát. Ok. Đánh bọn này hình như mình được nitro này. Úi xời. Mình đang ở thứ nhất. Yeah. Tránh xa ô tô, tránh ra ô tô này. Và mình không nhớ rõ cho lắm. Có cả những cái thằng. Đây kìa, những cái thằng có số kia là mình phải vượt kìa. Còn những thằng không có số ở trên đầu là hình như chỉ là cho phụ vào thôi để mình đánh. Tăng độ. Đừng có treo lên đường. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one. You have been the one for me. Ok, bây giờ mình xuống bét rồi. Ow. Nitro. Ui. Sao toàn mấy thằng cầm gậy bia nhỉ? Mình không có gậy bia. Thôi xong. Mình đứng thứ tư rồi. Lỗi rồi, mình không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Ok. Ngày xưa chắc chắn là không có mấy cập nhật đây đâu nhỉ. Đây là đồ nâng cấp này. Chả nào mình cần cả, thôi kệ, không chơi nữa. Ok, bây giờ chúng ta phải bắt một thằng nào đó. Mấy cái vòng này có liên quan đến nhau kìa. Thì máu của mình nó bị tụt. Nó bị tụt từ vòng vừa nãy rồi, bây giờ nó vẫn thế, nó không hồi máu nhỉ. Tấp vào lề cháu ơi. Tấp vào lề. Tấp vào lề. Tấp vào lề nhanh. Thằng các Racing Boy ở đây. Mình phải giết thằng có dấu mũi tên, có dấu chấm đỏ trên đầu kìa. Mày đập tao rồi.
không có đánh hội đồng. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been the one. You have been. Ô tô đấy là cái tội cho đánh hội đồng. À, đau vãi. Chỉ cần mình một đập nữa là mình chết rồi. Máu. À đâu thằng này là tiền. Ao ao ao. Mình chết rồi. Vẫn như ngày xưa. Mình vẫn không biết chơi cái trò này. Ok, mình sẽ chơi cái thằng màu đỏ này bởi vì trông nó khá là quen thuộc. Wee. Lại đua. Tập vào lệ. Aha. Thằng thứ 8. Mày. Úi giời. Ô mình có dao rồi này. Dao chặt đau hơn phải không nhờ. Ấy, đừng có trèo lên, đừng có tấp vào lệ. Chúng nó mới phải là người tấp vào lệ không phải mình. Cái thằng này không chết được à? Tấp vào lệ. Ao. Ôi thôi xong, mình thua rồi. Mình lại đứng thứ 4 rồi. Không ổn rồi. Thằng thứ 3 rồi ạ. Thôi mình vượt hết. Thằng thứ nhất đi xa vậy, hack à? What the fuck? Ui. Mình quá lụa. Ao à, đừng. Ờ, đây là gì ấy? Sao có đường mới ở đây à? Ồ, đường bí mật à? Ui. Ồ đợi đã, mình có bốc lửa kiếm. Wow. Tuyệt vời. Tấp vào lề. Vào ố rồi. Mất đầu, ok. Cái này chém giết kinh quá. Úi dồi, xe ô tô. Đích ơi, yeah. Mình về thứ nhất. Woo. Ok, bây giờ mình có đủ tiền để cập nhật rồi. Chúng ta phải cập nhật giáp. Ồ, mua vũ khí mới này. Thôi mình nghĩ mình sẽ dùng máu bởi vì máu luôn là quan trọng. Ê anh ơi. Tấp vào lề. Ui ở đây rồi, đông rồi. Ơi, đông rồi nha. Hơi bị đông rồi đấy, hơi quá rồi. Vào lề. Úi giời. Ok phóng rồi. Không có rảnh rỗi chơi bọn này. Ôi giời. Ô tô. Ok hết đi chỗ. Ô. Mấy cái ô tô đi ngược chiều sợ vậy. Toàn kiểu sợ bị đâm vào. Ok, mình còn 1 phút 28 giây. Mất đầu. Vào lề. Vào lề. Ui. Đi cả đằng kia và mình còn 54 giây để đi về. Ôi sổ ơi, what the fuck. Cái gì đây? Nitro đâu? Ao, đừng có kia tao. Tránh xa tao ra. 40 giây. 40 giây để về đích. Úi giời. Ô tô. Đây rồi, mình vẫn kịp. Mình quá giỏi. Yes. Cập nhật Lime melee weapon. Vũ khí gì đây? Thử dùng cái này xem. Ồ. Gậy đây rồi. Gậy bia. Ồ, cái này tầm vớ hơi bị xa luôn. Ồ, mình có bom này. Tuyệt vời. Thế này có bom. Ok, mình sẽ dùng gậy. Bom để hạ ô tô nhờ. Mình muốn hạ. À, thằng này dùng bom cũng được. Ê, tránh xa ra. Vào lề. Vào lề. Ở kia ô tô đập. Bom nè. Ồ, hết bom rồi à? Bom nữa nè. Ha ha. Ờ rồi, xong mình đánh nhầm người của mình rồi. Ok, Nicho. Thắng rồi. Nhưng mà mình cũng gần chết đến nơi rồi. Yeah, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin lỗi mọi người vì video hơi bị ngắn và không có edit nhiều một tí. Thì nếu thích cái video này đừng quên bấm nút like bên dưới, chia sẻ nó và đăng ký kênh mình nhá. Ok, tạm biệt mọi người. Mình nên chào gì bây giờ nhỉ? Như này đi. Whee!